Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Tôi đang đứng ở đây là thuộc thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đây là thuộc xã Tân Hải. Đây ngay chỗ công ty thép POSCO, làng thép Việt Nam này, POSCO Steel, khu công nghiệp. Còn từ đây mà đi vào khu công nghiệp mà Châu Đức Solari là khoảng 15 cây số. Còn ở đây là ở địa phận xã Tân Hải quý vị nhé, Tân Hải. Đi lên trên kia một đoạn nữa thôi là đến thành phố Bà Rịa, phía thành phố Bà Rịa ở đây. Thì giới thiệu với quý vị ở đây một cái lô đất mặt tiền đường quốc lộ 51. Có diện tích là 28, sâu 128, vị trí là hai mặt tiền. Đây có đấy, lô đất đây, đấy, chiều ngang đây. Bên hông nó có cái con đường và 28, sâu 128, có 300m thổ cư. Và giá chào bán là 28 tỷ quý vị nhé. Cái tương đương mét ngang là mỗi một mét ngang 1 tỷ. Hẻm đây có cái con hẻm bên hông này. Con hẻm bên hông kia đây còn cái con hẻm bên hông đây quý vị này đó. Thì đấy mảnh đất của mình này, sâu vào tiết bên trong và có thể phân lô được. Mảnh này rất là đẹp và giá lại hấp dẫn quý vị nhé. Đây cách thành phố Bà Rịa khoảng mấy cây số thôi, cây số. Hay đến đoạn trên kia là đến chỗ trạm thu phí và Long Sơn rồi đó. Để quý vị nào có nhu cầu mua một lô đất ở đây nhé, mặt tiền quốc lộ 51, chiều ngang 28, sâu 128, có 300m đất ở, vị trí hai mặt tiền, giá bán là 28 tỷ quý vị nhé. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong các video lần sau.